Hai Gia Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha. Cả nhà ơi, hôm nay Gia Quý đang ở tầng 3 của Ủy ban Bình Tân cả nhà. Gia Quý có kêu một cái món mà đặc phải gọi là cái món này là cái món mà đặc sản của quán gỏi đu đủ cả nhà. Gỏi đu đủ của giống như của quán của Tuy Thi với cả nhà. Đấy. Thì ở đây á thì ở đây quán Thái Bá Kịch ở tầng 3 do này bán là một cái ly nước này là với giá là 45k nha cả nhà. Đây, trà tắc thái xanh này thì cái giá 45k, còn một phần gỏi như vậy đây. Một phần gỏi như vậy đây á, là có giá là lúc nãy là 79k nha cả nhà. Nhưng quý thấy rất là nhiều luôn á cả nhà nè. Đây, một phần gỏi này rất là nhiều nha. Có tôm khô, tại vì hồi nãy nhân quý kêu là tôm khô chứ có những tới 4-5 loại gỏi là đủ lận. Gỏi tôm khô rồi gỏi ba khía. Rồi mấy loại kia đó mình cho quý thôi quý lấy tôm khô đi, tôm khô cũng ngon. Đấy cả nhà ơi, có gì quý thấy có đu đủ, đu đủ nè, rồi đậu bắp nè, cà chua, tôm khô, dạ dớt cay rất là ngon cả nhà. Đấy, với lại trà tắc hải sản nữa. Chúng ta ăn món này khi mà nó cay chúng ta uống trà tắc hải sản vô rất là ngon cả nhà. Rồi cho quý mời cả nhà nha, cho quý mời cả nhà dùng món gỏi đu đủ nha cả nhà. Đây, đó giờ cho quý. Lúc nhỏ ở quê thì cho quý cũng hay ăn gỏi đu đủ mà nó không có trộn mắm như vậy. Tại vì mà lúc trước ở Tuy Thi, quán Tuy Thi cho quý cũng chưa ăn lần nào á. Để có dịp cho quý sẽ ăn ở quán Tuy Thi, quý review cho cả nhà xem nha. Tại vì cho quý tính đi lên Tuy Thi mà xa quá rồi nắng quá. Thôi dân quý ghé vào do dân quý thấy có bán thôi dân quý ghé vào do dân quý ăn luôn. Rồi dân quý mời cả nhà nha cả nhà ơi. Đây đu đủ nha cả nhà. Đây đu đủ nè cả nhà. Đây rất là ngon. Đây đu đủ nha cả nhà. Để dân quý ăn thử cùng cộng đu đủ nha. Cái gì nó lòng nó cay rất ngon cả nhà. Đấy. Đu đủ này con nó cũng nó không có rất là giòn, nó không có mềm mà rất là giòn cả nhà, ăn sừ sực luôn á. Tại tôm khô rồi cả nhà. Nó rất là cay và chúng ta uống trà đắt nha. Cho quý mời cả nhà nha, cả nhà mời cả nhà uống trà đắt nha. Đây. Rất là ngon cả nhà ơi. Tại vì á nhân quý trước giờ nhân quý tính lại quán Tuy Thi ăn nhưng mà chưa kịp lại ăn là nhân quý Tuy Thi đã dời quán đi rồi. Nhân quý nói là có gì nhân quý sẽ ăn món gỏi đu đủ Tuy Thi nhưng mà bây giờ chưa có kịp. Nhân quý tính hôm nay quý đi xuống dưới nè nhưng mà hồi nắng quá xa quá. Rất là ngon cả nhà ơi. Đó. Có chim gà sốt nữa, chim gà sốt Thái nữa. Mà em quý ăn một món này thôi nhiều quá. Như vậy là hai người ăn chứ một người là ăn không hết rồi cả nhà. Đây. Rất là ngon cả nhà ơi. Đây. Đây. Đây là đậu que mà sống sống nha quý, không có que ngày ăn ngon quá, ăn món sống nhưng mà hồi lần quý ăn thử nè. Rất là ngon cả nhà. Tôm khô nè. Đây có ba khía nữa mà chú quý không lấy ba khía, chú lấy nhờ cô. Chú cái giá này cũng được. Nếu mà 79.000 thì mắc hơn Tuy Thi, cao hơn Tuy Thi có 19.000 à. Đó.
cả nhà ơi, Giang Quý ăn được hết một hồng nữa rồi cả nhà. Nếu mà cả nhà không có đến quán được á, cả nhà có thể đặt qua app GrabFood với lại Shopee Food, thì cả nhà này có bác tài GrabFood sẽ đến lấy đơn đi giao tận nhà cho cả nhà. Đây Giang Quý cũng là shipper á, Giang Quý cũng không giao đồ ăn giống vậy nè, nhưng mà hôm nay Giang Quý nghỉ, tại vì Giang Quý chạy 5 ngày rồi, Giang Quý chạy từ thứ ba đến thứ bảy, 5 ngày rồi, ứ quá thôi Giang Quý nghỉ. Trước trước là Giang Quý không có nghỉ ngày này đâu, tại vì mấy ngày này lên nó sẽ rất là nhiều, cái lượng đơn nó rất là nhiều, nhưng mà thôi Giang Quý sẽ, nhưng mà để mà cho nó phục hồi lại sức khỏe, Giang Quý sẽ nghỉ một ngày hôm nay cho nó lại ăn uống bồi dưỡng lại, chứ cho nó khỏe lại rồi mới chạy tiếp được. Tại vì cái công việc của mấy Giang Quý làm ngoài nắng nữa, cho nên là nó sẽ rất là mệt. Rồi nhiều khi Giang Quý chạy hả, nhiều khi Giang Quý quên ăn luôn. Giang Quý uống nước không à, Giang Quý mua nước Giang Quý uống không à, Giang Quý đâu có ăn đâu, chỉ là ăn cơm tối à. Tối về thì về Bình Chánh mua, mà tối Giang Quý về bên dưới Giang Quý mua là một phần cơm, rồi hai phần đồ ăn, là với lại hai chai nước, là chạy ra là 70.000, 70 mấy k. Như vậy là giống như Giang Quý ăn hai tối là Giang Quý ăn hai phần cơm vậy cả nhà. Đó, giống như là thường người ta ăn với một phần thôi mà Giang Quý mua vậy là chạy ra hai phần cơm luôn á. Đấy, nhưng mà tại vì thường Giang Quý hay ăn tối lắm, tối thì Giang Quý ăn tối mới được, nếu mà không ăn tối là tối không có ngủ được. Như vậy hôm nay là trên quán của Lê Thi rất là đông, sẽ rất là đông khách. Tại vì hôm qua bữa nay là người ta sẽ đến ăn gỏi rất là nhiều. Tại vì Bình Dương có rất là nhiều khu công nghiệp, rất là nhiều công nhân người ta làm á, khắp nơi người ta đến làm ở Bình Dương á. Mà nhiều khi người ta chưa đến với Lê Thi lần nào. Mà lần này là được Lê Thi giờ quán xuống nó rất là tiện đường, người ta khỏi phải đi lên Sài Gòn. Còn lúc trước là người ta muốn ăn gỏi đu đủ Lê Thi á, là người ta phải cắt công đi lên đến Sài Gòn mới ăn được. Còn bây giờ người dân ở Bình Dương là gần đó chạy qua khoảng 15 phút là đến rồi. Đấy cả nhà ơi, cả nhà có thể đặt qua lại app Shopee, app này là app GrabFood. Đây cái chả tái xanh đây cả nhà, tôi mời cả nhà nha, rất là ngon. Đây cả nhà ơi, đây là cái giá thì nó hơi cao hơn Tư Thi, nhưng mà nó rất là ngon, cái vị nó rất là ngon cả nhà, rất là thơm. Tôi đủ nhiều quá cả nhà, có 79k cả nhà. Đây là gỏi tôm khô, đủ vậy tôm khô, rất là cay, rất là ngon cả nhà. Nhân Quý cũng đói bụng lắm mà Nhân Quý không biết ăn món gì giờ, thôi tôi ăn món này. Nhân Quý tính mua cơm mà thôi, cơm này tối mua, với lại bây giờ mà ăn cơm nữa nó ngán quá. Này Nhân Quý chỉ ăn vặt thôi, đằng ngày Nhân Quý ăn vặt không à. Nó cay cả nhà, nó cay như vậy, tôm khô nữa rất là ngon. Rồi khi chúng ta uống trà lá dành nữa, ai trả thành rất ngon. Trà lá xanh này cũng giống như của Tư Thi đó nhà, cái vị nó cũng giống như của Tư Thi á.
Rồi cả nhà ơi, bây giờ dân quý ăn chẳng hết cái phần gỏi rồi. Dân quý xin chúc cả nhà có một ngày cuối tuần thời vui vẻ và an lành nha. Cả nhà hãy đến IOI Bình Tân để mà ăn uống, trải nghiệm những dịch vụ rất là tốt của IOI nữa nha. Cay quá cả nhà ơi, cay quá. Nhưng mà cay rất là ngon. Dân quý rất là thích ăn cay. Tại vì á, các bạn ăn mà không có cay thì nó không ngon. Có cay nữa cứ thích này rất là ngon luôn cả nhà. Đấy. Rồi, chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha, ngày mới ngày cuối tuần thật là vui vẻ và an lành nha cả nhà.